Chào các bạn, đây là thành phẩm của món chả cá mình vừa mới làm xong đây. Chả cá hôm nay mình chia sẻ với các bạn cách làm. Nó rất là giòn, ngon và ai cũng có thể làm thành công được. Và làm sao để làm được món chả cá giòn, dai và bảo quản được lâu thì mình mời các bạn vào bếp với mình ngay bây giờ các bạn nhé. Chào các bạn, hôm nay thì mình sẽ vào bếp để làm món chả cá. Chả cá hôm nay rất là giòn và đặc biệt các bạn ạ. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình 1 kg thịt cá. Cá này thì mình sử dụng cá rô phi thì nó ít xương. Còn nếu không thì các bạn có thể sử dụng các loại cá biển, nó cũng rất là ít xương. Và cá rô phi này thì sau khi mua về các bạn sẽ lọc hết cái phần xương để chúng ta giữ lại cái phần thịt thôi. Lát nữa mình cũng sẽ lọc bỏ cái phần da cá này đi nhé. Đó, 1 kg cá này. Để món chả cá được giòn và thơm thì ở đây mình có sử dụng đó là 800g mực. Mực này thì các bạn sẽ sử dụng cái phần thịt mực thôi nhé. Còn cái phần đầu và phần râu thì chúng ta không có sử dụng để cho món chả được giòn hơn. Và để món chả cá có cái độ béo thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình ở đây thêm 300g mỡ heo đã xay sẵn như thế này. 50g bột năng, 10g bột nở baking powder, 1 muỗng cà phê muối, 1 thìa ăn phở, nước mắm. Nước mắm ngon này thì nó sẽ làm chả cá có cái mùi thơm rất là đặc trưng. Và 4 thìa cà phê bột ngọt các bạn nhé. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng bắt tay vào làm luôn nha. Mình sẽ thái cái phần rau thì là này trước. Phần rau thì là này thì các bạn sẽ thái cho mình những cái đoạn nó từ 1 cm như thế này. Và chúng ta sẽ chỉ lấy cái phần lá thôi. Còn cái phần cẳng thì các bạn không lấy nhé. Phần rau thì là này nếu như các bạn muốn ăn nhiều thì các bạn cho nhiều. Còn nếu không thì chỉ cần loáng thoáng thôi. Nó sẽ tạo được cái mùi thơm cho món chả cá. Cái phần cuộn này thì chúng ta không sử dụng nhé. Các bạn đã lọc xong hết được cái phần da rồi thì bây giờ các bạn sẽ thái nhé. Các bạn sẽ thái nhỏ thì khi mà xay chúng ta sẽ xay được dễ dàng hơn. Đó, các bạn cứ thái nhỏ cho mình như này. Bởi vì là thịt cá nó rất là mềm cho nên là khi mà các bạn xay thì nó sẽ dễ hơn rất là nhiều so với việc làm chả giò. Cái phần mực này thì các bạn cũng sẽ thái nhỏ ra nhé. Tuy nhiên cái phần mực này thì các bạn sẽ đem đi để giã hoặc là các bạn xay dối cho mình để có được cái độ giòn sần sật. Chứ mình không có xay nát ra nhé. Giã tay thì vẫn là ngon đấy. Các bạn sẽ thái hết ra như thế này nhé. Sau đó chúng ta sẽ để riêng để xay sơ. Ở đây thì các bạn sẽ chuẩn bị 80g nước mà nước tan từ đá ra các bạn nhé. Các bạn sẽ cho vào đây 50g bột năng, 10g bột nở, 1 muỗng cà phê muối, 1 thìa ăn phở nước mắm và 4 muỗng bột ngọt. Các bạn khuấy đều lên để cho nó tan hết nhé. Sau khi mà các bạn hòa tan phần bột xong thì các bạn cho cái phần mỡ heo ở đây nhé. Sau đó đổ hết cái phần nước gia vị mà các bạn vừa mới hòa tan xong. Trộn đều để cái phần nguyên liệu này nó quyện lại với nhau nha. Bây giờ thì các bạn sẽ chuẩn bị cho mình một cái khay nhé, hoặc là một cái túi á, zip để các bạn có thể dàn mỏng được cái phần thịt cá này ra. Các bạn dàn mỏng ra thì nó sẽ đóng đá được nhanh hơn. Các bạn sẽ để ngăn đá tủ lạnh 3 đến 4 tiếng đồng hồ cho mình nhé. Sau khi ở đây các bạn đã để phần mực
Và cá ở trong ngăn đá tủ lạnh cho mình được 3 tiếng đồng hồ. Thì bây giờ chúng ta sẽ làm nhé. Khi mà các bạn thấy cái phần mực nó đã đủ lạnh như thế này thì các bạn sẽ cho vào cái máy để chúng ta xay. Nếu như mà các bạn không muốn xay thì các bạn có thể giã tay. Tuy nhiên cái phần mực này thì các bạn không xay kỹ mà chúng ta chỉ xay hơi rối rối một chút thôi nhé. Ở đây khi mà các bạn xay giò chả như thế này thì các bạn sẽ có một cái lưu ý cho mình, đó là các bạn không xay quá 10 đến 15 giây một lần. Sau khi mà các bạn xay xong thì các bạn sẽ để nghỉ một chút khoảng 10 giây các bạn nhé. Một chút. Các bạn chỉ xay sơ cho mình thôi. Ở đây thì mình xay qua 2 lần xay, mỗi lần 10 giây. Bởi vì cái máy của mình nó công suất lớn cho nên là xay nó sẽ nhanh hơn. Còn nếu như mà các bạn mà máy cái cối xay thịt của chúng ta nó nhỏ thì các bạn chia cái phần mực ra để xay. Có nghĩa là các bạn xay làm sao để cho cái phần mực nó không bị nóng thì khi mà các bạn làm chả nó sẽ rất là giòn và không có bị bở các bạn nhé. Ở đây phần nào cá các bạn cũng sẽ làm tương tự như vậy nhé. Bạn sẽ chia nhỏ cái phần cá này ra. Phần cá này thì các bạn cũng sẽ xay tương tự như vậy, tuy nhiên phần cá thì sẽ phải nhuyễn hơn, như là giống như là các bạn xay giò ấy, thì ở đây các bạn sẽ xay cho mình tổng thời gian xay đối với cá là không quá 3 phút cho tổng thời gian xay. Thì các bạn sẽ thấy là cái phần để cho cái phần cá lúc nào cũng được lạnh các bạn nhé, cối xay của chúng ta lúc nào cũng phải lạnh. Bây giờ thì mình sẽ bắt đầu làm luôn. Mười giây các bạn nghỉ một lần. Xay tương tự như vậy cho đến 2 phút rưỡi đến 3 phút. Đây các bạn nha, sau khi mà các bạn xay xong thì các bạn thấy cái phần cá đấy, nó rất là dẻo, và cái phần chả ở đây sau khi mà các bạn xay xong nó không bị nóng mà nó vẫn còn mát. Cái phần hơi lạnh nó vẫn bám lên phía trên của cái thành của cái máy xay là được các bạn nhé. Khi mà các bạn đã cho hết cái phần cá ra rồi thì bây giờ các bạn sẽ thêm cái phần rau vào đây để trộn chung nhé. Các bạn trộn làm sao để phần rau nó đều hết và cái phần mực nó cũng đều là được. Cái này chúng ta sẽ đeo, các bạn đeo bao tay vào làm cho đỡ bị dính. Sau khi mà các bạn đã trộn đều rồi thì bây giờ các bạn sẽ chuẩn bị một cái găng tay nào nó gọn hơn một chút nhé, để chúng ta làm chả cá. Để cái phần chả nó không bị dính vào tay thì các bạn sẽ bôi một chút xíu dầu ăn cho ra tay này nha, và chia cái lượng vừa phải. Sau đó các bạn để sang một góc. Các bạn lúc này các bạn cũng có thể bật bếp luôn để chúng ta hấp
cái chả này nha. Ở đây mình đã chuẩn bị sẵn một cái sửng hấp, sau đó thì mình sẽ cho cái phần chả cá làm được vào đây để hấp ngay. Các bạn sẽ hấp cho mình trong khoảng thời gian là 15 phút các bạn nhé. Cách một là các bạn có thể hấp như vậy, hai là các bạn sẽ chiên nhé. Các bạn sẽ sử dụng một cái chảo nhiều dầu một chút, sau đó thì các bạn sẽ chiên sơ. Các bạn chiên sơ như thế này. Đó. À đây các bạn ơi, các bạn sẽ để cho nó chiên sơ, một mặt nó hơi vàng nhẹ nhẹ như vậy thôi nhé. Để khi nào mà các bạn, bởi vì là mình làm nhiều để có thể chữ ăn dần, cho nên là các bạn khi mà các bạn chiên như thế này thì các bạn chỉ nên chiên sơ. Đó. Mình lật thường xuyên để cho cái phần chả cá nó đều. Khi mà các bạn thêm mực vào như vậy thì cái món chả của chúng ta nó sẽ rất là giòn. Ở đây khi mà nó đã bắt đầu vàng lên như vậy rồi thì mình sẽ gắp ra nhé. Các bạn sẽ để vào một cái khay mà nó có cái thoát nước xuống như thế này, để cái phần dầu nó còn ở trên cái miếng chả nó sẽ rơi xuống nha. Và các bạn làm tương tự như vậy cho đến hết nha. Đây các bạn nhé, cái phần hấp thì các bạn sẽ thấy là nó sẽ như thế này đây. Các bạn sẽ hấp cho mình 15 phút thì sẽ được như thế này. Ở đây thì mình đã tắt bếp rồi này. Đây còn cái phần chiên sơ thì nó được như thế này đây ạ. Khi nào ăn thì các bạn sẽ chiên chín kỹ cho mình là được. Ở đây thì mình sẽ chiên một mẻ chín kỹ để các bạn cùng thấy nhé. Các bạn sẽ thấy là cái phần chả nó rất là xốp, xốp lắm luôn đấy các bạn. Và nó không hề bị bở chút nào cả. Chả cá này mà các bạn chấm tương ớt và sốt mayonnaise ra thì tuyệt vời luôn. Đây các bạn ơi, sau khi mà các bạn chiên xong thì các bạn sẽ thấy là nó rất là hấp dẫn đúng không ạ? Thơm lắm các bạn. Một chả cá rất là thơm. Và khi mà các bạn làm chả cá như thế này thì lúc mà các bạn muốn ăn, các bạn có thể chiên bằng nồi chiên không dầu hoặc là rán nhiều dầu một chút thì cái phần cá nó sẽ xốp và ngon hơn các bạn nha. Đây các bạn nha, thành quả của mình đã xong rồi đây. Và bây giờ thì mình sẽ kiểm tra cái độ dẻo của chả cá nhé. Đây, các bạn thấy rõ không ạ? Phần chả cá nó rất là xốp. Và khi mà các bạn ăn, các bạn sẽ cảm nhận cái độ giòn của cả cái phần ở đây là phần đây. Đó, rất là ngon. Thơm lắm luôn các bạn. Đó, và đến đây thì mình xin kết thúc video ở đây nha. Hẹn gặp lại các bạn ở trong các video mới nhất của mình các bạn nhé. Và bây giờ xin chào và hẹn gặp lại các bạn.